Nè anh, bộ ba của anh đã qua đời lâu rồi hả? Cả mẹ tôi nữa. Khi nào vậy? 15 năm trước, tai nạn giao thông. Nè, Kim Minh kêu. Gì? Sao khuôn mặt anh rầu rĩ thế ghê vậy? Hay để tôi ủi phẳng mặt anh hả? Chế độ bạn bè nữa hả? Trời cũng đẹp lắm nên hãy cười lên đi hả? Anh mà tiết kiệm nụ cười sao mà sống nổi? Chính là nó đó bạn của tôi ơi. Được rồi, tôi sẽ chỉ cười trước mặt cô thôi, và sẽ không cười trước mặt một ai khác nữa. Tại sao? Vì tôi muốn mình trông thật đáng sợ. Tại sao? Để họ không làm chuyện tùy tiện với tôi. Là ai vậy? Hả? Là ai vậy hả? Ai dám làm chuyện tùy tiện đó với anh hả? Cứ mang họ tới đây đi, tôi xử lý hết bọn họ cho anh coi. À, chị ba, cái nào là cà phê? Đây là nước tương, còn đây là cacao. Thì ra đây là cà phê. Được rồi. Dạ, đây là chương trình chế tạo robot của nhóm Santa Maria và ngay trước khi chủ tịch Park Sun Jin đã gặp ngài chủ tịch nhờ ngài ấy đầu tư chế tạo. Rốt cuộc thì giám đốc điều hành Jun là người làm việc kiểu gì vậy? Nếu có chuyện này thì anh phải nói thật cho tôi biết chuyện này ngay từ đầu chứ. Tôi xin lỗi, tôi làm như vậy vì ngài chủ tịch muốn giảm bớt gánh nặng cho đại diện. Những người biết sự thật này thì sao? Chỉ có tôi, chủ tịch và đại diện đây biết. Còn xác suất mà Kim Minh kêu biết sự thật này thì sao hả? Nhóm Santa Maria theo luật pháp là bộ phận cá nhân. Nếu phó chủ tịch Kim biết thì không có chuyện im lặng đâu. Ngược lại, đây còn là vũ khí tốt để tấn công phe ta. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, đây mới gọi là Santa Maria đó. Santa Maria. Ôi trời ơi, đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đã dứt dạ quá rồi. Nếu mà tôi gọi lên công ty sẽ mất mấy ngày mới hoạt động được. Nhưng mà tại sao trong nhà lại cần phải sử dụng đến máy quét này vậy hả? Là vì sự an toàn tuyệt đối cho cậu thiếu gia và chúng tôi. Bởi vì thời gian trước đây, cậu ấy đã từng nhận một thùng xốp chứa đầy thức ăn bốc mùi ôi thiêu, và còn bị thương vì những mảnh vỡ thủy tinh đó. Một lần khác, những người liên quan đến công ty mà thiếu gia và tôi thu mua đã gửi đến cho cậu ấy một cây rượu nữa. Cái thứ này, người làm ở đó thì gửi tới hình nhân bị yểm bùa nữa, cho nên mới cần sử dụng máy quét này. Nếu như mọi thứ đều được thông qua máy quét này thì không có một thùng xốp hay hộp nào được đưa vào nhà đến tay cậu chủ của tôi được đâu. Chú đừng nói là con tới nha, vì con muốn gây bất ngờ cho anh ấy. À, chị ba, cô đứng yên ở đây cho tôi. Lần này cô nhất định không được đi ra ngoài đâu, nghe chưa? Dạ thưa chủ nhân. Là ai tới lúc này vậy hả? Tri An, tình đầu của tôi. Sao khung cảnh căn nhà này vẫn giống y như 15 năm trước vậy? Em thấy dường như thời gian ngừng lại hay sao đó. Lâu rồi không gặp anh Kim Minh Kiêu. Lâu rồi mới gặp em. Rian. Anh thấy sao? Có thấy em sành điệu hơn hẳn không? Khác nhiều lắm. Đúng là người có tiền nhìn khác quá. Em đã được bổ nhiệm thành đội trưởng đội cống hiến xã hội của công ty. Thì ra là em chính là người mà đại diện Du Chun đã tiến cử. Nhưng mà thật ra thì em có lý do khác khi vào đây làm đó. Anh nghĩ gì sao? Đoán thử xem.
để xem tại sao vậy. Ba em nói là hãy kết hôn với anh, vậy vừa kiếm được tiền vừa có được anh. Anh hiểu chứ? Câu trả lời của em. Tại sao không? Tiền thì càng nhiều càng tốt chứ sao. Em cũng tranh tính của anh quá rồi mà. Làm như vậy cũng tốt hơn là gặp phải một tên tài phiệt em không hề có một chút quen biết gì, đúng không? Ừ. Chúng ta hãy giao dịch đi. Anh sẽ cho em cái mà em muốn có được. Nếu vậy cổ phần ba em có, em hứa chắc chắn nó sẽ thuộc về tay của anh. Dù em có nghĩ ra phương án nào đi chăng nữa thì mình phải hẹn hò đúng chứ. Chỉ cần hẹn hò đúng 3 lần thôi. Nếu như em có thể xác nhận được chuyện mình có thể hôn anh thì đồng ý kết hôn. Anh thấy sao? Anh làm sao vậy? Không sao. Chúng ta nói chuyện này sau đi nha. Anh liên lạc với em sao? Chủ nhân ơi, nếu như sau này bộ dạng của tôi biến đổi không thể nhận ra được, cô hãy vào trong căn phòng mà tôi nói là cô không được vào đó, mở hộp tủ ra. Trong cái hộp tủ đó có loại thuốc dùng để tiêm. Theo dõi mức độ nguy cấp rồi lập tức tiêm vào. Nếu như khi đó cô làm được điều tôi nói thì tôi sẽ cộng vào một lúc 500 điểm. Ha 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 ha